chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 8. Sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý trên 54.100 vụ việc vi phạm, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo 389, các bộ ngành, thành viên, các địa phương, các cơ quan chuyên trách được triển khai thường xuyên. Vì vậy, nhiều vụ việc, vụ án, chuyên án lớn được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp trên các tuyến địa bàn cả nước. Có nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, đường dây, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước. Bên cạnh đó, các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn nhiều. Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 7 tháng và triển khai những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong quý 3 năm 2022. Trong sáng nay, ông Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh, tính đến cuối tháng 7 năm 2022, khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.617 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch, giải ngân trên 1.573 tỷ đồng, đạt trên 38% kế hoạch. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương vẫn còn thấp so với kế hoạch, trong đó hiện vẫn còn 11 công trình chuyển tiếp chưa giải ngân. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung bàn thảo những tồn tại bất cập trong việc triển khai thi công các công trình dự án, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng qua và đề xuất nhiều giải pháp để năm 2022 đảm bảo giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức khai mạc hội thảo quốc tế phát triển nguồn thu cho các đài phát thanh truyền hình trong xu hướng chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng việc phát triển nguồn thu trong xu hướng chuyển đổi số chính là vấn đề nan giải, luôn đặt ra nhiều thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển. Thực tế, thời gian qua, xu hướng chuyển đổi số đã và đang mang lại nhiều cơ hội cho đài phát thanh truyền hình, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là làm thế nào để có thể cạnh tranh trước sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội và đảm bảo được nguồn thu. Cũng tại hội thảo, các diễn giả, chuyên gia nước ngoài cùng các nhà nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nội dung, cách thức sản xuất nội dung trên các nền tảng số để khai thác hiệu quả nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí trong xu hướng chuyển đổi số. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non phổ thông theo quyết định số 72 của Trung ương. Theo đó, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 cho đến 2026. Riêng năm học 2022-2023, tuyển bổ sung 27.850 giáo viên mầm non phổ thông công lập. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non phổ thông cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023 với số lượng bổ sung cụ thể của từng cấp học theo quyết định số 72 của Trung ương. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tập trung các giải pháp để đảm bảo nguồn tuyển. Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Theo ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Dịch bệnh xảy ra ở tất cả các địa phương trong tỉnh, trong đó huyện Tam Bình là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính từ đầu năm nay đến hết tháng 7, huyện Tam Bình đã ghi nhận trên 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh xảy ra ở tất cả các xã thị trấn, trong đó xã Tường Lộc ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với gần 40 ca. Trước tình hình này, huyện cũng đã triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất, chủ động diệt muỗi tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cao. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều người dân chưa hiểu hết sự nguy hiểm của bệnh, ý thức diệt muỗi lăng quăng tại hộ gia đình chưa thường xuyên. Công tác xử lý ổ dịch nhỏ còn gặp nhiều khó khăn do một số hộ chưa đồng tình phun thuốc diệt muỗi. Chương trình tiếp tục với thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù xuất khẩu gạo cạnh tranh khá gay gắt, nhưng sản phẩm của Việt Nam vẫn ngày càng được ưa chuộng trên thị trường thế giới. 7 tháng qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 4,19 triệu tấn, tương đương giá trị hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% về lượng và 9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong nhóm các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam thì Mỹ là quốc gia có mức tăng mạnh nhất, tăng 65,3%. Tiếp đến là Philippines, thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Trong khoảng 3 tuần đầu của tháng 7 năm 2022, giá heo hơi trong cả nước tăng mạnh, có thời điểm đạt đỉnh tại mức giá 75.000 đồng 1kg được ghi nhận tại các tỉnh như là Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Yên và Thái Bình. Cập nhật tính tới ngày gần đây, giá heo hơi đã hạ nhiệt về mức thấp nhất là 62.000 đồng 1kg và cao nhất là 68.000 đồng 1kg. Phân tích về giá thịt heo trên thị trường giữ ở mức cao, các chuyên gia kinh tế cho rằng giá thịt heo tăng dần tại các khâu của chuỗi cung ứng và chi phí qua các công đoạn giết mổ. Theo đó, vấn đề bình ổn giá mặt hàng này được khuyến nghị nên có những biện pháp phù hợp như thực hiện kê khai giá trong các khâu, cũng như việc tăng cường các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát việc xuất khẩu heo lậu qua biên giới. Giảm giá xăng nhiều rồi, mà giá hàng hóa chưa giảm. Mà mặt lợn là mặt hàng thiết yếu. Nên cái này quan tâm là đúng thôi. Nhưng chúng ta phải bình tĩnh để xem xét cái giá cả. Theo tôi nhắc lại là giá thịt lợn 70 là nên chấp nhận và khuyến khích cho người ta chăn nuôi. Và giữ cái quỹ đàn 28 triệu con từ nay đến Tết. Nếu không Tết có khi chúng ta rất thiếu lợn ăn và giá nó bùng lên. Cái đó là một cái dự báo. Còn những cái đơn vị nào lợi dụng cái việc tăng giá này nên vọt lên hay buôn lậu qua biên giới, chúng ta kiên quyết xử lý và yêu cầu kê khai giá theo luật giá. Chúng ta có cái gậy để chúng ta xử lý cơ mà. Cái việc mổ, chặt mảnh, trở sang Trung Quốc là vẫn có những hiện tượng xảy ra. Do vậy mà đồng thời với việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi, nói chung trong nó có chăn nuôi lợn, với chiếm một cái tỷ trọng thịt trên dưới 70%, thì chúng ta rà soát cái việc kiểm tra ở các cái tỉnh biên giới, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo được cái nguồn cung trong nước ổn định. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tổng đàn heo cả nước hiện đạt 28 triệu con và trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thịt các loại khoảng 3,4 triệu tấn, trong đó thịt heo hơi khoảng 2,12 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Và những con số này cho thấy sản lượng thịt heo vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và phục vụ xuất khẩu. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ huyện Long Hậu cho biết, tình hình sạt lở trên địa bàn huyện đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện có khoảng 20 đoạn bờ dung, đáy bao có nguy cơ bị sạt lở. Trong số này có 13 đoạn bờ dung có nguy cơ sạt lở cao với chiều dài từ 19m đến 100m. 7 đê bao có nguy cơ sạt lở có tổng chiều dài gần 24 km, đang phục vụ khép kín cho khoảng 7.900 hectare đất nông nghiệp. Đây là những đoạn bờ dùng đê bao cặp sông Tiền, sông Mương Lộ, sông Bô Kê, sông Cái Cam, sông Long Hồ và sông Cái Cao. Nguyên nhân sạt lở được ngành chuyên môn xác định là do triều cường dâng cao kết hợp với nền đất pha cát nên rất dễ sạt lở. Việc khai thác cát trái phép không đúng quy định cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sạt lở. Và sau một tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hơn 800 cuộc tuần tra kiểm soát với gần 3.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua các cuộc tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã lập biên bản xử phạt 794 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn,
chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện. Tổng số tiền xử phạt trên 1,7 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn 62 trường hợp. Trong đó 625 trường hợp vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ, có đến 63 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.